Alo, mình là Mai Gà đây. Hôm nay hãy cùng mình khám phá chiếc máy có thể giữ gìn được hạnh phúc của gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết. Chiếc máy rửa bát Post Series 8 có thể để được tối đa là 14 bộ. Nó có 3 ngăn cũng giống như nhiều máy khác. Ngăn đầu tiên có thể để dao, dĩa rồi đũa vân vân. Ngăn thứ hai các bạn có thể để bát rồi cốc. Ok, đây có một cái lưỡi này, nó sẽ điều hướng nước. Ngăn cuối cùng khoang khá là rộng, các bạn có thể để nồi niêu xoong chảo hoặc bát to, đĩa to vân vân. Đây là ngăn mà các bạn có thể cho nước rửa bát hoặc cái viên rửa bát về, đây là đánh bóng này. Ta-da! Vậy là đống bát đũa buổi tối đã được xếp ngăn nắp vào trong máy rửa bát. Rửa buổi tối nên chúng mình cũng không cần dùng ngay, bọn mình chọn chế độ Eco. Nó sẽ mất khoảng 4 tiếng để có thể rửa hết đống bát đũa này. Chế độ này sẽ giúp mình tiết kiệm điện và nước hơn. Giờ chỉ cần đóng cửa vào và chờ đón sự kỳ diệu xảy ra thôi. Ôi, ngủ dậy cô tấm máy rửa bát đã làm xong. Và đây là đôi tay thoăn thoắt của chúng tôi mở từng ngăn và suýt xoa vì bát quá sạch. Thôi chết rồi, bây giờ chúng tôi lại thích quá. Không biết lấy tiền đâu ra để mua cho ông này một cái máy để ở trong Hồ Chí Minh.